Thưa quý vị, thời gian gần đây, rất nhiều đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã lần lượt đến Việt Nam để tìm địa bàn chiến lược, dịch chuyển vốn đầu tư. Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy hứa hẹn đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Có lẽ đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, tận dụng cơ hội đón đầu dòng vốn FDI. Mới đây, 205 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol sang Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày. Sự hiện diện của một phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay cho thấy Hàn Quốc rất coi trọng việc củng cố các mối quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và cơ sở hạ tầng với Việt Nam. Tại Đà Nẵng, rất nhiều đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đến thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư. Hiện Đà Nẵng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 4,1 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang là những nhà đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng. Bây giờ chúng tôi rất quan tâm để đầu tư các lĩnh vực năng lượng và đầu tư những cái công nghệ cao như là chất bán dẫn chẳng hạn. Nếu mà muốn làm như thế thì chúng tôi cần những cái đầu tư cơ sở hạ tầng như là đầu tư các loại nhà máy nhiệt điện, điện khí và những cái năng lượng tái tạo chẳng hạn. Trước đó vào tháng 3 năm nay, đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất tới Việt Nam từ trước đến nay, với những cái tên rất đáng chú ý như tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin, Boeing, SpaceX, Apple, Amazon, Meta, Netflix. Thành phố Đà Nẵng cũng đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm, làm việc và nghiên cứu đầu tư. Hiện có 85 dự án của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 762,8 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 19% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng. Đà Nẵng hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi không chỉ cho đầu tư mà còn rất đáng sống. Đà Nẵng có nhiều cơ hội tiềm năng để phát triển những lĩnh vực khác nhau như dịch vụ, thương mại, công nghệ cao và là một nơi rất đáng để đầu tư. Tôi cam kết sẽ tích cực làm cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn vào Đà Nẵng. Dưới con mắt của nhà đầu tư, Đà Nẵng có khá nhiều tiềm năng, lợi thế. Thành phố cũng luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp và rất quyết tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư vẫn chưa như kỳ vọng. Hiện thành phố đang gặp nhiều khó khăn như thiếu quỹ đất sạch, việc xây dựng các khu công nghiệp mới còn chậm. Thành phố còn chưa thông qua quy hoạch phân khu nên khó kêu gọi đầu tư. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ các giải pháp và có cách tiếp cận mới để đón làn sóng đầu tư, đặc biệt là phải giải bài toán thiếu quỹ đất. Đất đai là một trong những cái đối tượng mà nhà đầu tư tiếp cận đầu tiên, và khi vướng những cái về tiếp cận đất đai và thủ tục và cũng như giải quyết các cái kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư chậm thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái việc thu đầu tư của Đà Nẵng cũng như là cái việc làm khó khăn cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định trong đầu tư cũng như là triển khai được cái dự án đầu tư một cách sớm nhất. Bất chấp các biến động của thế giới, gần 16 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng qua, hiện có tới 1/3 doanh nghiệp EU tin rằng Việt Nam là top 5 điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất toàn cầu. 60% doanh nghiệp Nhật Bản được Zetro khảo sát cho biết có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, và đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN. Những con số trên cho thấy Việt Nam đang trở thành một điểm đến đầy hứa hẹn, được các nhà đầu tư nước ngoài xem là tâm điểm để dịch chuyển dòng vốn. Do vậy, Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng cần nỗ lực tận dụng cơ hội đón đầu dòng vốn FDI.